Chào các bạn nha, hôm nay mình đang có mặt tại lễ hội Bửu Đàn Thánh Mẫu, quận Cẩm Lệ năm 2024 nha các bạn. Đó, đây là khung cảnh phía ngoài lễ hội nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ vào xem bên trong lễ hội này có những cái gì nha. Các bạn cùng theo chân mình để đi vào nha các bạn. Đây là phía trước cổng này các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ đi vô review nha. Đây là góc ngã tư Trần Nam Trung nha các bạn. Đó, đường Trần Nam Trung. Thì lễ hội năm nay được tổ chức vào ngày 30 nha các bạn. Đó. Bên đây là rất nhiều đại biểu nha các bạn. Phía trước này thì là các chòi để trưng bày các đồ dân gian và các món ăn truyền thống của Đà Nẵng nha các bạn. Đây là trà. Đó. Quay được quy định số nha các bạn. Đây là ấm lưng chi. Đây là các phường khác nhau nè các bạn. Đây là phường Hồ Thảo Đông này. Trước là phường Khuê Trung. Hòa Thảo Tây nha các bạn. Trong này thì trưng bày các lễ hội truyền thống, các tiên thánh điện nha các bạn. Là thiên tiên thánh điện. Hôm nay sẽ thực hiện các nghi lễ lên đồng nha các bạn. Này đang chuẩn bị rất là nhiều mâm cỗ này. Đó, bây giờ mình sẽ qua phía sân khấu một xíu nha các bạn. Mình sẽ review chi tiết từng điện cho các bạn xem nha. Đây là Nam Lộc Thọ Điện. Ở đây là tất cả những vị thánh ở các huyện để tụ họp lại nơi này nha các bạn, để cúng và lên đồng điện nha các bạn.
Đó, Thánh Mẫu này, Thánh Mẫu của Nam Lộc Thọ Điện. Hai. Đây là Hồ Tai Linh Ứng Điện nha các bạn. Đó, trước là hai con voi ngựa. Đó, các vị quan công trước các bạn. Đó, mọi điện mình sẽ quay một cái cho mọi người xem nha. Rất là đẹp luôn. Tiếp đến là đền Thiên Sơn Linh Cảnh. Có rất nhiều điện mà mình chưa biết luôn các bạn. Nhưng mà hôm nay là tụ họp lại hết tất cả các điện luôn. Mình rất là đẹp. Điện nhiều quá. Đó là lễ hội bưu đàn Thoái Cung Thiên Liên Đình Điện. Đây là phường của phường Hòa Xuân nha các bạn. Đó là Phú Âm Đồng Thoại Nghệ Nhân Thị Thu Thảo. Đó. Tất cả các điện ở Đà Nẵng sẽ về tàu hòa về này nha các bạn. Chỗ này là của huyện Hòa Vang. Đây là lên sân máu điện các bạn. Có rất nhiều điện luôn các bạn ơi. Đây là của quận Ngũ Hành Sơn. Này thì quy hợp tất cả các điện ở Nẵng luôn các bạn. Một phong tục tín ngưỡng rất là hay nha các bạn. Và Thiên Tiên Cảnh Minh Điện. Lần một hai là Tai Cung Vương Linh Điện các bạn. Đây là điều thờ mẫu nha các bạn. Nó cứ điện đều tập trung hết tại đây nha các bạn. Thank you.
đây. Hai, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy,